Ngày 15 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng về các tội buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Tăng Quốc Tiến, sinh năm 1978, ngụ tỉnh Kiên Giang, đã câu kết với Đặng Duy Linh, sinh năm 1992, Danh Tích, sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang, hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ, dưới vỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải. Các đối tượng ngụy trang pháo nổ trong các thùng xốp chứa cá khô, rồi vận chuyển từ Kiên Giang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, trung chuyển đi nhiều tỉnh, thành khác. Điểm tập kết pháo nổ của nhóm tại quán cà phê, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, do Nguyễn Đăng Thành, sinh năm 1990, ngụ quận Bình Tân, làm chủ. Từ tháng 8 năm 2023 đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm này đã vận chuyển, tiêu thụ gần 6 tấn pháo nổ ra ngoài thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Thành khi đang vận chuyển 5 thùng pháo nổ. Các tổ công tác của Công an thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Kiên Giang đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang và Cục Phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ Tiến, Linh, Tích cùng 4 đối tượng lái xe, phụ xe và bắt giữ thêm 6 đối tượng có liên quan. Trong 10 ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An và tỉnh Cà Mau khám xét tại 11 địa điểm, thu giữ gần 6 tấn pháo.